Hello anh em, chào mừng mọi người đang quay trở lại với Tech Room và mình là Sang Hí thôi. Trong vài ngày trở lại đây thì chúng ta đang có khá nhiều thông tin hấp dẫn liên quan tới công nghệ. Một trong số đó thì mình khá là quan tâm tới việc Samsung vừa mới âm thầm cập nhật một tính năng mang tên là tìm kiếm điện thoại ngoại tuyến cho dòng điện thoại của hãng. Nghe thì anh em cũng đoán được rồi đó, là cũ người mới ta thôi. Apple đã có một tính năng tương tự xuất hiện trên iOS 13 và sau một năm thì Samsung mới hiện thực hóa tính năng này trên dòng điện thoại Samsung Galaxy của hãng. Dù đúng là hơi chậm trễ thật nhưng mà nghe cũng rất là hấp dẫn khi tính năng này có thể giúp cho mọi người có thể tìm lại những chiếc điện thoại bị bỏ quên, đánh mất của mình mà không cần biết là chiếc điện thoại đó có kết nối internet hay không. Thì bây giờ mình sẽ test thử cái tính năng này nó có hoạt động thực sự hiệu quả hay không, và đồng thời với đó là cách để cài đặt trên những chiếc Samsung Galaxy chính hãng, vì tính năng này thì vẫn chưa chính thức xuất hiện trên các dòng điện thoại chính hãng tại Việt Nam. Chúng ta bắt đầu thôi. Trên màn hình các bạn đang thấy thì đang có 3 chiếc điện thoại. Bây giờ mình sẽ nói tên ở đây để các bạn hiểu rõ là từng chiếc điện thoại ở đây có công dụng là gì ha. Đầu tiên thì mình có để riêng một cái điện thoại ở đây trên một cái thớt, có nghĩa là các bạn có thể bị trộm, bị đánh mất hoặc là bỏ quên ở đâu đó. Hoàn toàn chiếc máy này không có gắn SIM cũng như không có kết nối internet luôn. Duy nhất mình chỉ bật Bluetooth trên chiếc điện thoại này. Thứ hai, chúng ta đang có là chiếc Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Mình để ở đây trong hầm hố dễ thương mà thôi, chứ anh em cũng không nhất thiết phải cầm Z Fold 2 5G mới tìm lại được điện thoại nha. Mọi người thể truy cập trang web trên bất cứ dòng điện thoại nào thì đều có thể tìm lại chiếc điện thoại của mình. Chỉ cần nắm được là chiếc máy đó đã có kết nối với tài khoản Samsung Account dính liền với chiếc máy bị mất. Và thứ ba là một chiếc điện thoại xa lạ từ đâu đó không biết, nhưng mà chỉ cần đi ngang qua chiếc điện thoại đã mất này trong vùng khoảng cách Bluetooth có kết nối và nhận diện ra chiếc máy này thì đó chính là chiếc điện thoại trung gian, và chiếc máy này phải có kết nối internet. Đó là chiếc điện thoại xa lạ, có thể là bất cứ người quen hay ai đó không cần biết. Một chiếc điện thoại Samsung Galaxy cũng đã được cập nhật tính năng tìm kiếm ngoại tuyến, thì chỉ cần hai chiếc điện thoại này có giao tiếp Bluetooth với nhau thì nó đã nhận diện thành công, và dữ liệu này trên chiếc máy này sẽ được kết nối với mạng, nó mới đưa thông tin lên server, và từ chiếc máy này bùng đâu đó trên server chạy về chiếc máy Samsung Galaxy Z Fold 2 để chúng ta tìm được chiếc máy này. Anh em có thể có nhiều cách khác nhau để tìm kiếm chiếc điện thoại bị mất này, nhưng mà mình đang dùng ở đây có sẵn cái điện thoại Samsung là tính năng Smart Ping. Đây, Smart Ping 5. Và đây chính là thiết bị ngoại tuyến mình đã thiết lập và tìm kiếm thành công thông qua cái tìm kiếm ngoại tuyến trên thiết bị Galaxy. Nhắc lại một lần nữa là chiếc máy này kết nối Bluetooth với máy này có kết nối mạng, bùng lên server, server chuyển thông tin về máy này. Nhưng mà các bạn nên biết một điều là để đảm bảo bảo mật á, thì Samsung không thể ngay khi lúc hai cái máy này có giao tiếp Bluetooth với nhau, Samsung đổi thông tin lên server và chuyển về máy này ngay lập tức được. Như vậy là không cần kết nối mạng trên chiếc máy bị mất, nhưng mình vẫn có thể dễ dàng tìm ra cái vị trí gần đúng cái vị trí mà chiếc máy của mình bị mất để mình có thể dễ dàng tìm kiếm. Rồi tới đây rồi, anh em sẽ thắc mắc của hai chiếc máy này giao tiếp ở một vị trí nào đó rồi bây giờ tìm máy làm sao? Thì anh em có thể sử dụng Smart Ping tới đúng cái vị trí mà mình đã tìm kiếm ở đây. Ok, thấy gần đúng đúng không? Anh em bật thêm cái tìm kiếm ở gần. Lúc này thì hai chiếc máy này sẽ dùng Bluetooth với nhau để mà dò tìm thiết bị. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà có thể áp dụng được tính năng này trên điện thoại Samsung Galaxy của mình ha. Yêu cầu đầu tiên là các bạn phải có sẵn một Samsung Account, và chiếc máy của mình đang chạy Android 10 phiên bản One UI 2.0, 2.1, 2.5 đổ lên thì mình có thể sử dụng được. Dành cho những bạn nào đang sử dụng One UI 3.0 phiên bản beta thì tính năng này sẽ không khả dụng trên phiên bản beta ha. Sau đó các bạn truy cập vào đường link mà để bên dưới phần mô tả của video này. Đó là cái đường link để tải ứng dụng Find My Mobile trên Galaxy Store về. Các bạn nhấn cài đặt thì nó sẽ chuyển sang Galaxy Store và cài đặt update phiên bản mới nhất của tìm di động của bạn trên cái thiết bị Samsung Galaxy. Sau khi cài đặt xong thì các bạn sẽ vào bên trong phần cài đặt của máy. Các bạn tìm đến phần sinh trách học và bảo mật. Các bạn kéo xuống bên dưới ở mục tìm di động của bạn, các bạn nhấn vào. Ở đây chúng ta sẽ có khá nhiều tùy chọn, thì trong đó các bạn sẽ thấy thêm một cái tùy chọn nữa là tìm ngoại tuyến. Sau khi cập nhật phiên bản Firefox Mobile mới nhất thì cái tính năng này nó sẽ khả dụng trên điện thoại của các bạn ha. Các bạn nhấn vào. Sau khi bật tính năng tìm ngoại tuyến này lên thì các bạn có thêm một cái tùy chọn nữa là bật mã hóa vị trí ngoại tuyến. Các bạn đặt một mật khẩu để mà những chiếc máy đã có giao tiếp qua thì nó sẽ không có sử dụng vị trí của các bạn dành cho mục đích khác, không bị theo dõi hay lo lắng về vị trí quyền riêng tư các thứ. Cơ bản là trong video lần này mình đang thiết lập những cái trải nghiệm sớm nhất trên phiên bản beta của tính năng này, cũng như chia sẻ về cách nó hoạt động, cách mà các bạn có thể cài đặt để thử nghiệm trên thiết bị Galaxy của mình. Nó chưa phải là phiên bản chính thức, cũng như là cách nó hoạt động có thể sẽ có thay đổi trong phiên bản chính thức mà Samsung đưa ra. Tuy nhiên, ít nhất chúng ta đã có thêm một cái lớp tường lửa nữa để bảo vệ chiếc máy của mình, để dễ dàng tìm lại thiết bị của mình sau khi bị mất, bị đánh rơi.
Mình nghĩ đó là tính năng hay mà các dòng điện thoại Android nên có, chứ không chỉ riêng gì Samsung, giúp người dùng có thể tìm lại cái thiết bị của mình được dễ dàng và thuận tiện hơn. Hiện tại thì nó chưa phổ biến nên là các bạn thấy ủa làm sao có một chiếc máy khác đi ngang qua cái máy bị mất của mình mà có bật sẵn Bluetooth. Nhưng mình đang nói thôi là một cái điều kiện giả định, hiện tại chưa có thôi. Chứ nếu mà tất cả các dòng điện thoại Android khác, điện thoại Samsung khác cũng được cài sẵn tính năng này thì nó sẽ rất là tiện, giúp chúng ta có thể dễ dàng tìm lại chiếc máy của mình một cách nhanh chóng. Đường link để tải và update ứng dụng thì mình để bên dưới phần mô tả của video. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.